diễn biến khó lường trong chiến sự Nga-Ukraine. Nga tuyên bố chiếm thêm hai thị trấn của Ukraine và giành được ưu thế trên không, trong khi phía Ukraine nói đối phương gánh tổn thất nặng. Tính đến hôm qua 28 tháng 2, chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine đã bước sang ngày thứ năm, với nhiều diễn biến cho thấy tình hình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cơ quan liên lạc đặc biệt và bảo vệ thông tin của Ukraine ngày 28 tháng 2 xác nhận nhiều tiếng nổ đã vang lên ở thủ đô. Vào sáng cùng ngày, nhiều quân đội nước này đã dập tắt được ý đồ chiếm các thành phố của lực lượng Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày khẳng định lực lượng Nga đã giảm tốc độ tấn công, nhưng vẫn đang cố tiến quân thành công ở một vài khu vực. Quân đội Ukraine khẳng định và cáo buộc lực lượng Nga phóng tên lửa vào các tòa nhà chung cư ở hai thành phố thuộc phía bắc Ukraine. Cùng lúc, tất cả những ý đồ của phe tấn công từ Nga nhằm đặt mục tiêu của chiến dịch quân sự đã thất bại, đối phương đã bị làm mất tinh thần và gánh tổn thất nặng. Ngoài ra, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine còn nói rằng hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương trong các cuộc tấn công dồn dập bằng rocket do lực lượng Nga tiến hành vào sáng 28 tháng 2. Moscow chưa đưa ra bình luận gì về cáo buộc mới, nhưng trước đây nhiều lần tuyên bố chiến dịch ở Ukraine không nhằm vào mục tiêu dân sự. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng hôm qua tuyên bố đã kiểm soát được hai thị trấn, cùng với khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân thuộc đông nam Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ thông tin quân Nga chiếm nhà máy điện hạt nhân đó. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định chiến dịch quân sự vẫn diễn ra bình thường và đã giành được ưu thế trên không trên toàn lãnh thổ Ukraine. Cáo buộc binh sĩ Ukraine cùng dân thường làm lá chắn người và nói rằng dân thường Ukraine có thể tự do rời khỏi thủ đô. Hôm qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc này. Giữa lúc hai bên giao tranh, Tổng thống Ukraine ngày 28 tháng 2 kêu gọi binh sĩ Nga hạ vũ khí, nói rằng hơn 4.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Ukraine. Phía Nga chưa có bình luận về số liệu này. Hôm 27 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga đã thừa nhận có thương vong trong số quân nhân nước này tham gia chiến dịch ở Ukraine, nhưng không nêu rõ con số. Quân nhân Nga đang thể hiện sự can đảm và chủ nghĩa anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng đáng tiếc là có những chiến sĩ hy sinh và bị thương trong số họ. Ông cho biết thêm một số binh sĩ Nga đã bị phía Ukraine bắt giữ làm tù binh. Ông khẳng định tổn thất của phía Nga vẫn còn thấp hơn nhiều so với tổn thất trong số binh sĩ Ukraine. Ông còn nói rằng kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2, quân đội Nga đã phá hủy 254 xe tăng và xe tác chiến bọc thép khác, 31 máy bay trên bộ, 46 hệ thống phóng rocket, 103 khẩu pháo và 164 xe quân sự đặc biệt. Phía Ukraine chưa bình luận về số liệu này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.